Hạ viện Mỹ đình chỉ quy chế thương mại bình thường với Nga. Hàng chục hãng dược đạt thỏa thuận sản xuất thuốc Paxlovid điều trị COVID-19 giá rẻ. Châu Âu trước thách thức về người tị nạn từ Ukraine. Thưa quý vị, với 424 phiếu ủng hộ và 8 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật đình chỉ quy chế thương mại bình thường với Nga. Động thái này mở đường cho việc tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Nga. Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất thu hồi quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn đối với Nga trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến vấn đề Ukraine. Đây là quy định đặc biệt nhằm điều tiết các mối quan hệ với các đối tác thương mại của Mỹ. Theo đó, các đối tác được đối xử bình đẳng về thương mại trên lãnh thổ một nước thứ ba. Hạ viện Mỹ cũng thông qua 5 dự luật trừng phạt Nga, theo đó cấm các quan chức chính phủ Nga tham gia tổ chức quốc tế, mở rộng khả năng theo dõi những giao dịch liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, cũng như cấm Bộ trưởng Tài chính Mỹ tham gia vào các giao dịch liên quan đến việc trao đổi quyền rút vốn đặc biệt của Quỹ tiền tệ quốc tế do Nga hoặc Belarus nắm giữ. Liên quan đến các lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga, chính phủ Anh ngày hôm nay cũng tuyên bố đình chỉ trao đổi thông tin thuế với Nga và Belarus. Nhằm giúp các công ty Hàn Quốc đang gặp khó khăn về hoạt động thương mại do các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ mở các kênh thanh toán tạm thời giữa các ngân hàng trong nước và các chi nhánh ở Nga. Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ việc thanh toán nhanh cho các công ty Hàn Quốc khi các ngân hàng Uribank và Hanabank mở các tài khoản thanh toán đặc biệt với các chi nhánh của các ngân hàng này đang hoạt động tại Nga. Các kênh thanh toán mới sẽ không được sử dụng để tiến hành giao dịch với các ngân hàng của Nga hoặc giao dịch các mặt hàng nằm trong danh sách trừng phạt Nga. Hàn Quốc cùng với nhiều nước đã áp đặt lệnh trừng phạt tài chính với Nga liên quan đến vấn đề Ukraine, trong đó có chấm dứt giao dịch với Ngân hàng Trung ương Nga và loại Moscow ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Thưa quý vị, nền kinh tế kỹ thuật số của Indonesia đang đứng đầu ASEAN với 70 tỷ đô la, tương đương 4% của khu vực và dự kiến tăng lên 146 tỷ đô la vào năm 2025. Bộ trưởng điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia Hatato cho rằng Indonesia sẽ cần khoảng 9 triệu nhân lực kỹ thuật số vào năm 2030. Nhờ số hóa và chiến lược ứng phó với đại dịch COVID-19, Indonesia có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,2% trong năm nay. Sự chuyển đổi kỹ thuật số đồng đều tại các tỉnh thành trong cả nước được cho là chìa khóa cho tăng trưởng của nền kinh tế kỹ thuật số quốc gia. Khoảng 72% trong tổng số 21 triệu người tiêu dùng kỹ thuật số mới vào năm 2021 đến từ các khu vực phi đô thị. Nền kinh tế kỹ thuật số của khu vực này được dự báo sẽ tăng gấp 5 lần trong giai đoạn 2020-2025 và đóng góp 40% vào nền kinh tế kỹ thuật số quốc gia, trong đó tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ y tế, cho vay, giáo dục, thanh toán, gọi xe và giao hàng. Philippines, đất nước nổi tiếng với những bãi biển cát trắng hoang sơ, đã đón hơn 100.000 lượt du khách nước ngoài kể từ khi quốc gia Đông Nam Á này mở cửa biên giới từ tháng 2 vừa qua. Tính đến ngày 16 tháng 3, lượng du khách trong nước đạt 102.031 lượt, mức cao nhất kể từ khi Philippines đóng cửa biên giới để ngăn chặn đại dịch vào tháng 3 năm 2020. Theo những quy định mới, du khách đã tiêm đủ liều vaccine đến từ những nước được miễn thị thực sẽ được phép nhập cảnh vào Philippines từ tháng 2 năm 2022. Trong tháng 3, chính phủ sẽ nới lỏng hơn nữa các biện pháp phòng dịch, cho phép toàn bộ du khách đã tiêm đủ liều vaccine đến nước này. Số liệu cho thấy Mỹ đứng đầu về lượng khách du lịch đến Philippines, tiếp đó là Canada, Anh, Hàn Quốc và Australia. Du lịch đóng góp tới 12,7% GDP trong năm 2019. Tuy nhiên, khoảng 1,1 triệu lao động trong ngành du lịch đã bị ảnh hưởng do đại dịch. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đến nay hàng triệu người Mỹ đã phải nhập viện điều trị, trong đó có hàng trăm nghìn người trong đợt lây nhiễm biến thể Omicron gần đây. Một nghiên cứu mới công bố tại Mỹ cho thấy là ngoài hóa đơn viện phí, thì nhiều người trong số đó có thể phải đối mặt với những chi phí lên đến hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la sau khi xuất viện.
Nghiên cứu do nhóm chuyên gia về chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Michigan cho thấy nhiều người Mỹ có thể phải chi trả viện phí từ $1,600 đến $4,000 nếu nhập viện trong tình trạng nặng. Trung bình bệnh nhân mua bảo hiểm tư nhân có hóa đơn viện phí chưa đến $290, trong khi những người mua gói bảo hiểm nâng cao có hóa đơn là $270. Điều này cho thấy viện phí của hầu hết bệnh nhân mắc COVID-19 không cao. Tuy nhiên, đối với gần 11% số bệnh nhân mua bảo hiểm tư nhân và 9,3% số người được bảo hiểm nâng cao chi trả, chỉ trong 6 tháng đầu tiên sau khi nhập viện, hóa đơn viện phí đã lên đến ít nhất $2,000. Các chi phí này nằm ngoài các hóa đơn viện phí mà bệnh nhân phải trả sau khi nhập viện điều trị do chính sách hỗ trợ liên quan đến COVID-19 của các công ty bảo hiểm không còn hiệu lực. Nhóm nghiên cứu kêu gọi các công ty bảo hiểm khôi phục chính sách miễn trừ đối với các trường hợp nhập viện vì COVID-19 để giảm gánh nặng tài chính cho bệnh nhân. Tổ chức Y tế Madison Patton Pool có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ thông báo đã ký thỏa thuận với 35 hãng dược phẩm trên thế giới để sản xuất thuốc Paxlovid điều trị COVID-19 của Pfizer với giá rẻ cho 95 nước có thu nhập thấp và trung bình. Tháng 11 năm 2021, hãng Pfizer đã đạt thỏa thuận để cho phép nhiều hãng dược phẩm sản xuất phiên bản thuốc generic của Paxlovid cho 95 nước chiếm 53% dân số thế giới. Các hãng sản xuất thuốc generic đạt thỏa thuận hoạt động tại 12 nước, gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh, Brazil, Cộng hòa Dominica, Jordan, Israel, Mexico, Pakistan, Serbia, Hàn Quốc và Việt Nam. Theo thỏa thuận, các công ty sẽ sản xuất thuốc Paxlovid hoặc các thành phần hoạt tính. Cụ thể, 6 công ty sẽ sản xuất thành phần chính của thuốc, 9 công ty sản xuất thành phẩm, trong khi những công ty còn lại sẽ thực hiện cả hai quy trình. Pfizer sẽ không nhận phí bản quyền từ doanh thu bán thuốc generic của Paxlovid, trong khi COVID-19 vẫn được Tổ chức Y tế Thế giới xếp loại là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine đã tạo ra một làn sóng di cư với tốc độ nhanh nhất chưa từng có kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Với tốc độ như hiện tại thì đây có thể sẽ là một cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất thế kỷ ở châu Âu và đặt ra nhiều thách thức lớn cho các quốc gia ở châu lục này. Theo cả Ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, làn sóng di cư rời khỏi Ukraine có thể trở thành cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất thế kỷ này. Đến nay, hơn 3 triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước kể từ khi chiến sự nổ ra hôm 24 tháng 2. Cho đến nay, nước tiếp nhận người tị nạn Ukraine nhiều nhất là Ba Lan. Tôi đi cùng với mẹ và ba đứa con. Chồng tôi đã ở lại để chiến đấu. Bây giờ chúng tôi chẳng biết phải đi đâu làm gì và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. 5 giờ sáng ngày 24 tháng 2, tôi đã nghe thấy tiếng nổ đầu tiên của cuộc oanh tạc. Tất cả mọi người nhìn ra cửa sổ và còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Các cuộc không kích Kiev đã bắt đầu như vậy đó. Chúng tôi buộc phải chạy trốn. Giờ tôi chẳng còn biết mình phải làm gì nữa. Ba Lan cho biết đã tiếp nhận gần 2 triệu người từ Ukraine. Tuy nhiên, quốc gia này cũng đang kêu gọi các nước khác chia sẻ gánh nặng. Chúng tôi không chỉ muốn giúp đỡ mà hơn hết chúng tôi muốn bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho tất cả những người từ Ukraine đến đất nước chúng tôi. Cho đến nay, gần 2 triệu người tị nạn Ukraine đã đến đất nước chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ ở trong tình huống như vậy và đang cố gắng đối phó. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không nhận được sự hỗ trợ quốc tế, nó có thể trở thành một thảm họa nhân đạo. Ngoài Ba Lan, các nước láng giềng của Ukraine như Hungary, Moldova, Slovakia và Romania cũng đã tiếp nhận hàng chục cho đến cả 100,000 người tị nạn. Cùng với việc tiếp nhận, các quốc gia ở châu Âu cũng đã có nhiều biện pháp hỗ trợ người tị nạn. Ba Lan đã thiết lập các trung tâm tiếp nhận dọc biên giới với Ukraine để hỗ trợ người tị nạn về thức ăn, chỗ ở và y tế. Nước này cũng bắt đầu cấp số định danh cho những người tị nạn để họ có thể tiếp cận các dịch vụ xã hội và phúc lợi, cũng như dễ tìm việc làm hơn. Tại Đức, để tiếp nhận những người đến từ Ukraine, các nhà chức trách đã mở lại các trại tị nạn được sử dụng trong giai đoạn từ năm 2015-2016. Người dân Đức cũng đã đổ xô đến nhà ga trung tâm Berlin để cung cấp thức ăn và chỗ ở cho những người tị nạn từ Ba Lan đổ về. Về phần mình, Liên minh châu Âu đã nhanh chóng có những biện pháp nhằm đối phó với một trong những cuộc khủng hoảng gia tăng nhanh nhất ở châu lục này. Một trong số đó là quyết định miễn thị thực, cho phép những người tị nạn có thể sống và làm việc tại bất cứ quốc gia thành viên nào trong thời gian 3 năm. Tuy nhiên, phía cao ủy châu Âu nhấn mạnh, mối quan ngại lớn nhất hiện nay chính là việc chăm sóc một số lượng lớn trẻ em.
Theo đó, việc quan trọng mà EU đang quan tâm là tạo ra một sự bình thường nhất định để trẻ có thể được đến trường hoặc được chăm sóc. Điều này cũng sẽ khiến cho các bậc phụ huynh yên tâm để có thể làm việc và trở thành một phần của xã hội. Chúng ta thực sự nên đầu tư ngay từ bây giờ để mọi người có thể bắt đầu một cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt, đặc biệt là tập trung vào trẻ em. Hiện chúng ta có hơn 1 triệu trẻ em đã đến và điều quan trọng là phải cung cấp một cuộc sống bình thường cho những đứa trẻ, đưa chúng vào trường học hoặc nơi trông trẻ để chúng có được cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ đây thực sự là điều chúng ta nên tập trung vào lúc này. Mới đây, Liên minh châu Âu đã công bố khoản tài trợ khẩn cấp ban đầu trị giá 500 triệu euro, để giúp giải quyết các hậu quả nhân đạo do chiến tranh. Các quan chức cũng đang nỗ lực để có thêm nhiều khoản hỗ trợ bổ sung giúp người tị nạn Ukraine sớm hòa nhập. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.